Xin chào tất cả các em học sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước thầy đã xuất bản cho các em ở cái bài số 7, đó chính là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hàng đẳng thức, đúng không? Thì trong clip này thầy hướng dẫn cũng khá là cụ thể cái việc vận dụng để mà đưa về cái đa thức thành nhân tử, đúng không? Thì trong clip hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em tiếp ở bài số 8, đó chính là phân tích đa thức bằng cái phương pháp nhóm nhóm hạng tử. Nói chung cái bài này thì nói chung nó cũng khá là khó hiểu một xíu thôi, nhưng mà đối với bài này thì chúng ta hiểu là khi nhóm hạng tử thì chúng ta phải xuất hiện ra được cái chung nữa, nhóm như nào đó không biết, nhưng phải xuất hiện được cái chung để chúng ta nhóm tiếp, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần một ví dụ nhé. Thì để trước hết chúng ta phải nắm trong tay công thức đây, là ví dụ như là A nhân cho B cộng A nhân cho C. Thì ở đây chúng ta có A với A này là chung, chúng ta sẽ đặt A này chung, bên trong còn lại B cộng C. Nếu ở đây trừ thì thầy chỉ ghi ở đây là trừ, mà ở đây cộng thì đây là cộng, nhớ như vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần một ví dụ nha. Biết rằng là ví dụ này nó đã có giải trong sách, nhưng mà thầy sẽ giải cho em dễ hiểu hơn ha. Được chưa nào? Thì ở đây các em thấy này, ta đếm này, 1, 2, 3, 4, 4 cái đơn thức vậy. Trong cái đa thức này thì nó có 4 cái đơn thức. Chúng ta nhóm như nào đó, có thể nhóm 1 với 2, hoặc là 1 với 3, hoặc là 1 với 4, tùy các em chọn. Nhưng khi chúng ta nhóm xong thì nó phải xuất hiện ra được một cái chung nữa, đó chính là giống như công thức này. Sau đó chúng ta sẽ đặt cái A này chung nữa thì nó sẽ ra vậy thôi ha. Thì đối với bài này thì ở trong sách giáo khoa thì sẽ nhóm 1 với 3, à thành lỗi 1 với 2, 1 với 2, 3 với 4. Đây này, 1 với 2 là một nhóm này, 3 với 4 là một nhóm. Thì 1 với 2 thì nó sẽ xuất hiện cái chung, đó chính là x, nó còn x trừ 3. 3 với 4 thì nó là xuất hiện cái y, thì đặt y ra chung. Tiếp tục đây, nó xuất hiện cái x trừ 3, x trừ 3 chung các em, người ta sẽ đặt x trừ 3 ra chung, thì bên trong còn là x cộng y. Như vậy cũng là cái bài này, người ta đã nhóm 1, 2, 3, 4. Bây giờ thầy không thích như vậy, thầy sẽ nhóm 1 với 3 và 2 với 4. Như vậy thì x mũ 2 cộng cho x y. Rồi khi mà chúng ta chưa vững á, thì tốt nhất chúng ta chính giữa các nhóm là dấu cộng nha các em. Đây cộng này, cái chỗ dấu âm này là của nó đưa vào đây, âm này là của nó đưa vào đây, vậy thôi, được chưa? Thì cái nhóm đầu tiên chúng ta sẽ có x đặt ra chung, bên trong này còn lại, đây là x mũ 2 mà đây x mũ 1, chứng tỏ còn x mũ 1 thì còn là x này cộng y này. Đối với cái nhóm thứ hai nó sẽ có cái gì ra chung, đó chính là âm 3, đúng không nào? Âm 3 thì khi thầy đặt dấu trừ đằng trước âm 3 này, thầy mở ngoặc ra thì bên trong nó sẽ đổi dấu, như vậy chỗ đây nó sẽ đổi dấu trở lại là trở thành là x cộng y. Đó, cái bài này á, nếu như ta nhóm 1 với 2 thì nó không có đổi dấu ở trong, nó rất là dễ, nhưng mà thầy chọn cái cách này á, đúng rằng là hơi khó hiểu hơn, nhưng thầy muốn làm một cách mới để cho các em có cái tầm nhìn hơn nha. Thì bằng, như vậy thì ở đây thầy đặt cái gì ra chung? X cộng y ra chung, đúng không nào? Đây, có cái này chung này, thầy đặt x cộng y ra chung, thì bên trong còn là x nè, trừ đó cho 3. Thấy các em đối chiếu kết quả nó có giống không nào? Giống không? Giống ở đây với của thầy không? Giống, nhưng cách làm của thầy lại khác. Thầy không chọn nhóm theo của trong sách giáo khoa, được không nào? Ok, chúng ta sẽ đi sang ví dụ 2 nhé. Rồi, chúng ta đi sang ví dụ 2. Cũng là phân tích đa thức thành nhân tử 1, 2, 3, 4 ha. Coi thử ở đây người ta chọn mấy với mấy. Ở đây người ta chọn 1 với 3 này, thấy chưa nào? Một nhóm này. 1 với 3. 2 với 4, thấy chưa nào? 1 với 3 thì phần hệ số đó chính là có số 2 chung. Tại vì 6 này thì bằng 2 nhân 3 ha. Số 2 chung này. Y nữa này, thấy nào? Như vậy nó đặt tổng lại là 2y, bên trong còn lại là đây là x, và bên chỗ đây là còn lại là 3. Ở cái nhóm thứ hai này là có z ra chung, z này, bên trong cũng là x cộng 3. Tiếp tục xuất hiện cái chung, đó chính là x cộng 3 này các em, thấy không nào? Như vậy chúng ta sẽ đặt là x cộng 3 ra chung, bên trong còn lại là 2y cộng z. Được chưa nào?
Coi thử cái bài này chúng ta có thể nhóm 1 với 2 được không? 1, 2 chúng ta không có cái gì chung cả, đúng không nào? 3 và 4 cũng không có gì chung được, không được rồi. 1 với 4 được đúng không nào? Chúng ta sẽ đặt cái gì? Đặt cái z ra chung. Đặt z ra chung thì bên trong còn lại đây là 2x. À thầy nói đặt cái 1 1 với 4 thì đặt x chứ. Bên trong còn lại là 2y cộng z ha. Còn cái này thì đặt số 3 ra thì đây cũng là 2y cộng z. Chúng ta tiếp tục đặt một lần nữa 2y cộng z ra chung nha. Thầy chỉ ghi cái cách 2 thôi. Rồi các em làm nha. Cách 2 chúng ta đặt 2xy cộng xz cộng đây là 3z cộng 6y. Thôi làm nhanh cho các em luôn nha. Thầy đặt đây là đặt x ra chung bên trong cách 2 này các em nha. Cộng 3 đây là z cũng là 2, 2y. Hai này giống nhau nha các em. Như vậy thầy đặt 2y cộng z ra chung. Bên trong này còn là x cộng cộng 3. Làm rất nhanh như vậy nha. Nó cũng giống kết quả thôi các em này, thấy chưa? Rồi, ok. Như vậy thì cái cách làm như trên người ta gọi là gì? Gọi là cái phương pháp nhóm hàng 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 tử là như vậy. Nghĩa là cứ các em nhớ một điều cho thầy là cứ nhóm thì phải thực hiện một cái chung nữa, rồi chúng ta đặt cái chung đó một lần nữa thì sẽ ra thôi. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây người ta cũng làm theo cái cách của thầy hồi nãy này. Đây. Cái bài ví dụ 1 này. Chúng ta tự tham khảo nhé. Chúng ta đi sang phần tiếp theo. Rồi chúng ta đi sang phần 2 là áp dụng ha. Chấm hỏi 1. Rồi, tính nhanh rồi các em ha. Tính nhanh chứ không phải tính chậm. Tính nhanh nghĩa là chúng ta sử dụng một cái phương pháp nào đó mà ra cực kỳ nhanh về kết quả ha. 1, 2, 3, 4. Rồi, ok. 15 nhân 64 này. Cộng 25 nhân 100 này ha. Cộng 36 nhân cho 15 này. Cộng 60 nhân cho 100 đúng không nào? Thì em thấy này, nó dài thì kệ nó. Nhưng mà chúng ta phải biết cách nhóm. Các em thấy ở đây 15 với 15 này, chung. Như vậy thầy sẽ nhóm anh 1 với anh 3 lại. Như vậy thì 15 nhân cho 64 cộng 36 nhân cho 15 đúng không nào? Mục đích của thầy là đặt 15 ra chung đó. Cộng như vậy cái này có 100 này, đây có 100. Như vậy chắc chắn là thầy sẽ đặt 100 ra chung. Như vậy thầy sẽ nhóm hai anh đây lại. Đúng không nào? Như vậy thì cái nhóm đầu tiên thầy sẽ đặt cái gì ra chung nào? Thầy sẽ đặt 15 ra chung đúng không nào? 15 ra chung. Bên trong còn lại là 64 cộng cho 36 này. Ở đây có 100 ra chung ha. Bên trong này thầy sẽ đặt là 25 cộng 6 60 đúng không nào? Tiếp tục 15 nhân 64 cộng 36 thì bằng 1 100 ha. Cái này 100, cái này là bằng 85. Tiếp tục lại xuất hiện cái chung là cái gì nữa nào? Đó chính là đây này, 100 này. Như vậy thầy sẽ đặt 100 ra chung. Bên trong còn lại là 15 cộng là 85 đúng không nào? Như vậy đây 100, cái này cũng cộng lại là bằng 100 đúng không nào? Kết quả là mấy chữ số 0 này, 1 2 3 4, thầy viết số 1 sau đó 1 2 3 4 xong bằng 10.000. Đó. Hay không em? Hay, đúng không? Ai hay giơ tay lên nào. Rồi, xong. Chúng ta đi sang chấm hỏi 2 nha. Rồi, chấm hỏi 2. Rồi, khi thảo luận nhóm một bạn ra đề bài, hãy phân tích đa thức x mũ 4 trừ 9 x mũ 3 cộng x mũ 2 trừ 9x thành nhân tử. Bạn Thái làm như sau. Nghĩa là bạn Thái sẽ làm, em nhìn qua một xíu nè. Bạn không có nhóm 1, 2 hay là 1, 3 gì cả, mà bạn cả cái này gọi là một nhóm luôn này. Sau đó bạn thấy cái x mũ 4, mũ 3, mũ 2, mũ 1 thì bạn lại đặt cái x ra chung. Bên trong này lại là còn là như thế này ha, đúng không nào? Còn bạn Hà, bạn Hà thì làm như sau. Thì bạn Hà thì nhóm vị trí số 1 với vị trí số 2 là một nhóm, vị trí số 3 với vị trí số 4 là một nhóm, vị trí số 1 và 2 thì có x mũ 3 ra chung thì bạn đặt ra chung, còn bên trong còn lại là x trừ 9. Ở đây nhóm thứ 2 có x ra chung thì đặt x trừ 9. Còn bên trong còn là x trừ 9, đặt x ra chung đúng không? Thì bạn thấy là có x trừ 9 cộng với gì? X trừ 9 ra chung thì đặt ra thì bên trong còn lại là x mũ 3 cộng cho x đúng không nào? Nhưng mà các em thấy này, ở đây cái chỗ x mũ 3 cộng x này có khả năng đặt được tiếp, đặt được cái gì ra chung, đó chính là x. Như vậy phương pháp này cũng chưa ổn lắm đúng không nào?
phương pháp này là chắc chắn là cũng chưa ổn đâu nè. Đó. Rồi, còn theo bạn An này, bạn An làm như sau. Bạn sẽ nhóm là gì? 1 với 3, 2 với 4. 1 với 3 thì đặt, bạn sẽ đặt cái gì ra chung? Bạn sẽ đặt cái gì ra chung nào? Đặt x mũ 2 ra chung đúng nào, thì bên trong còn lại là x mũ 2 cộng 1. Ở tiếp tục bạn cái ngọt thứ hai bạn sẽ đặt cái âm x, âm 9x ra, bên trong còn lại cũng là x mũ 2 cộng 1 đúng nào. Sau đó bạn sẽ đặt x mũ 2 cộng 1 ra chung, thì bên trong này còn lại là x mũ 2 trừ 9x. Tiếp tục ở chỗ đây bạn tiếp tục lại đặt gì x ra chung nữa, thì bên trong còn lại là x trừ 9, x ra bên ngoài đây. Như vậy thì em hãy nêu ý kiến của em về lời giải của các bạn. Như vậy thì lời giải của trong số các bạn thì lời giải của bạn An là hay nhất. Bạn An, ra gọi là hay nhất và đồng thời là rút gọn nhất và tối giản nhất, nghĩa là không còn khả năng đặt nữa. Chứ còn như của bạn Hà thì ngay chỗ đây chúng ta phải còn thực hiện một bước nữa là phải đặt x ra chung, thì bên trong nó cũng còn là x mũ 2 cộng 1, được chưa nào? Như vậy thì bạn An là hay nhất. Như vậy thì trong quá trình ấy thì thầy cũng đã hướng dẫn cho các em các cái bài làm từ bạn Thái cho đến bạn An rồi, và chúng ta nên chọn bài của bạn An nhé các em nhé. Ok, chúng ta sẽ đi sang bài tập nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài 47. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử, câu A. Để chúng ta ghi lại nha. Bằng 1, 2, 3, 4. Bây giờ chúng ta đối với bài này á, thì rất là dễ. Chúng ta có khả năng nhóm 1 với 2, 3 với 4 hoặc là 1 với 3, 2 với 4 nha. Thầy chọn ở đây là 1, 2 đi, 3, 4 đi cho nhanh. X mũ 2 trừ xy cộng x trừ y, ở đây thành một nhóm nha. Như vậy thì nhóm đầu tiên chúng ta có cái gì ra chung? Có x ra chung thì bên trong còn lại cũng là x trừ y, cộng đây cũng là x trừ y đúng không nào? Như vậy thì ngay chỗ đây người ta không nhân nhưng nghĩa là nhân cho 1 nè các em. Như vậy thì ở đây có x trừ y và ở đây có x trừ y, thì thầy sẽ đặt x trừ y ra chung, bên trong còn lại là x cộng cộng 1, đây cũng số 1. Được chưa? Chúng ta đi sang câu B nha. X z cộng cho y z trừ 5 x cộng cộng y. Thì ở đây cái đây là người ta đã nhóm sẵn rồi thì khỏe rồi. Như vậy ở đây chỉ cần là đây là một nhóm này. Như vậy cái nhóm này chúng ta sẽ đặt cái gì ra chung? Đặt z ra chung đúng không nào? Bên trong còn là x cộng y trừ cho x cộng này. Rồi, chúng ta sẽ đặt cái gì ra chung? Đó chính là x cộng y đúng không nào? X cộng y ra chung, bên trong còn lại là z trừ 5. Các em có hiểu không nào? Rất là dễ hiểu đúng không em? Ok, chúng ta đi sang câu C nha. Rồi, chúng ta đi sang câu C. 3x mũ 2 trừ cho 3xy trừ 5x cộng 5y. Thì đây thầy cũng nhóm 1 với 2, 3 với 4 nha. Như vậy 3x mũ 2 trừ 3xy, thầy sẽ nhóm cứ đặt, cứ mọi nhóm là nên là dấu cộng trước. Rồi tí nữa chúng ta mà đặt dấu trừ thì chúng ta sẽ đổi dấu nha. Thì đối với cái ngoặc đầu tiên thì nếu mà hệ số thì thầy có 3 ra chung rồi này. Và biến thì đây x mũ 2, đây là x mũ 1, thầy đặt x ra chung. Bên trong cái này còn là x, này còn là y, đúng không nào? Đối với cái này thì thầy sẽ đặt là âm ra thì chắc chắn nó sẽ đổi dấu ở trong đây ha. Và đồng thời là âm 5 thì bên trong nó đổi dấu cái cộng này thành trừ. Trừ này thành cộng này, trừ thành cộng này, cộng thành trừ này, thấy chưa nào? Và thầy có x trừ y ra chung nha. Bên trong còn là 3x trừ 5. Đó. Đó là xong bài 47. Chúng ta sẽ đi sang bài 48 nha. Rồi, 48. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử, câu A. X mũ 2 cộng 4x trừ y mũ 2 cộng 4, đúng không nào? Thì ở đây chúng ta xem thì chúng ta nhóm 1 với 2, 3 và 4 liệu nó có xuất hiện cái chung hay không này. Nếu 1, 2 thì chúng ta sẽ đặt x ra chung thì bên trong còn là x cộng 4. Ở đây
y âm y mũ 2 cộng 4 số 4 ra trước đi, trở thành 4 trừ y mũ 2 thì hằng thức số 3 thì nó sẽ ra là 2 trừ y nhân 2 cộng y thì cũng không có gì chung cả, đúng không? Như vậy là phá sản đấy. Chúng ta sẽ nhóm cái 1 với cái 3 hằng thức số 3 này. Cái 2 với cái 4 có vẻ hợp lý, được không? Cái 2 với cái 4 thì chúng ta đặt cái 4 ra chung, số 4 ra chung thì còn là x cộng 1. Cái này này ra được x cộng y nhân x trừ y thì cũng không được. Như vậy thì cũng không được, đúng không? Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tính toán tới cái việc là từ 3 hàng tử thành một nhóm nha em ạ. 1 2 3 đây chính là hàng thức thứ nhất này. X mũ 2 cộng 4x cộng 4 đây chính là hàng thức thứ nhất, cái trừ y mũ 2 ra bên ngoài để làm gì? Để chúng ta sử dụng hàng thức số 3 tiếp ấy. Bằng thì đây là chiều nghịch của hàng thức thứ nhất này, trong đó a của ta là x, b của ta là 2, ta đưa về như thế này. Tiếp tục đây chính là hàng thức số 3 các em ạ. Nó có dạng đây là a mũ 2 trừ cho b mũ 2 này, thì thầy sẽ viết là gì, x cộng 2, đây số 2 này anh em, 2 a trừ b nhân cho a cộng b đó. Nếu mà bỏ ngoặc ra nữa thì nó sẽ trở thành là x cộng 2 trừ y nhân cho x cộng 2 cộng y. Đó, đây là cái kết quả của cái bài 48 câu A. Được chưa nào? Nhóm 2 hàng tử không được thì chúng ta sẽ nhóm 3 hàng tử thành một nhóm. Ok, chúng ta đi sang câu B nha. Rồi, bài 48B. 1, 2, 3, 4. Như vậy thì ở đây chúng ta có nè. Riêng về hệ số thầy sẽ, cái đề em ghi lại nha. Chúng ta sẽ đặt số 3 ra chung đi. Bên trong còn lại là x mũ 2 này, cộng 2xy này, cộng y mũ 2 này, đúng nào, trừ cho z mũ 2. Như vậy thì ở đây chúng ta lại thấy làm giống như ở câu A. 1, 2, 3 đây chính là hàng thức số mấy? Hàng thức thứ nhất, đúng không nào? Đối với cái việc này thì đòi hỏi chúng ta cần phải nhanh và thông minh một chút. Chứ lúc nào cũng nhóm hai hàng tử thì nó cũng sẽ không ra được cái chung. Như vậy bây giờ bắt buộc phải nhóm một cách linh hoạt nha. Rồi, như vậy thầy sẽ nhóm cái nhóm đầu tiên 1, 2, 3 này là thành một nhóm nhé. Làm rất chậm cho các em đó. Đóng một vuông lại. Bằng tiếp. Như vậy thì cái này là hàng thức thứ nhất, thầy đưa về là x cộng y tất cả mũ 2 này, trừ z mũ 2. Tiếp tục đây lại xuất hiện hàng thức số 3 này các em. Thì nó sẽ bằng là gì? A trừ b nhân cho a cộng b. Đó, được chưa? Đây là hàng thức thứ nhất này, đây là hàng thức số 3 này. Rồi, chúng ta đi sang câu C nhé. Rồi, chúng ta đi sang câu C. Chúng ta đếm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 thì chúng ta nhìn nhanh thì 1, 2, 3 đây chính là hàng thức thứ nhất này. 3, 1, 2, 3 đúng không? 4, 5, 6 đây chính là hàng thức thứ mấy? Hàng thức thứ hai. Nhưng chúng ta phải biết cách đổi dấu, đặt dấu trừ thì ngay lập tức cái anh này là quay lại thành dấu trừ, mà hai đây là thành dấu cộng này. Như vậy thầy sẽ nhóm đề chúng ta ghi lại nha. Như vậy nhóm thứ nhất là x mũ 2 trừ 2xy cộng y mũ 2. Cái nhóm thứ hai, rồi thầy làm chậm luôn, thầy đưa như này vô trước, được chưa? Cái nhóm thứ nhất thầy cứ viết lại đi, tí nữa thầy biến đổi xong không dấu cộng nữa mà thầy sẽ đặt dấu trừ. Bên trong ngoặc này sẽ đổi dấu hết, cái này trừ thì thành cộng này, cộng thì thành trừ này, trừ thì thành cộng này, được chưa? Sẽ bằng tiếp, đây chính là hàng thức thứ mấy? Hàng thức thứ hai, đúng là hàng thức thứ hai này. Như vậy thì ta đưa về là x trừ y tất cả mũ 2 này, và trừ cái đây cũng là hàng thức thứ hai, đưa về là z trừ t tất cả mũ 2 này. Cái này nó lại về hàng thức số mấy các em? A mũ 2 trừ b mũ 2 thì về hàng thức số 3, đúng nào? Chúng ta trở thành là a này, đây thầy làm rất chậm nhé, a trừ trừ b nhân cho a cộng b đó. Sẽ bằng tiếp
đẩy ba lần chút giờ ghi nha. Bằng tiếp ở đây là thầy sẽ bỏ ngọt một vuông đi, bỏ tròn ở trong x trừ y ở đây. Cái dấu trừ ở đằng trước thầy sẽ đổi dấu trong đây nè, trừ với cộng đây thành trừ z này, trừ với trừ đây thành cộng t nhân x trừ y ở trước đây dấu cộng nên thầy bỏ ngoặc ra không đổi dấu, cộng z trừ t. Đó, đây chính là kết quả cuối cùng của câu C nha các em nha. Ok, chúng ta sẽ đi sang bài 49 nha. Rồi 49 đây chính là bài tính nhanh, thì cái cách làm nó giống như chấm hỏi một hồi nãy đúng không nè. Chúng ta đặt chung câu A bằng cái đề bài thì chúng ta sẽ tự ghi lại, thầy chỉ nói thôi, 1 2 3 4 coi thử có ghi chung này. Đây 37,5 với đây là 37,5 tháng nè. Như vậy 1 với 4 là chung, 1 với 4 là một nhóm này, 2 với 3 này một nhóm cấp âm 7,5 tháng nè. Rồi thầy sẽ cho 1 với 4 đó, 37,5 nhân cho 6,5 để cộng đúng không, cộng thì ghi cộng 3,5 nhân cho 37,5 nhóm cộng trừ 7,5 nhân 3,4 vào cái này nữa đúng không, trừ 6,6 nhân 7,5 bằng tiếp cái nhóm đầu tiên chúng ta sẽ đặt cái gì ra chung, đặt 37,5 ra chung, bên trong còn lại 6,5 cộng cho 3,5 đúng chưa. Nhóm thứ hai thầy sẽ đặt âm 7,5 ra chung, bên trong còn lại là gì, 3,4 cộng cho 6,6 nha các em. Rồi đẩy lên một xíu, bằng tiếp 37,5 cái này là cộng lại là bằng bao nhiêu, bằng 10 đúng không em, bằng 10 trừ 7,5 cộng ở đây còn lại là bằng 10, tiếp tục có 10 thầy đặt 10 ra chung, bên trong còn lại là 37,5 trừ cho 7,5 thì sẽ bằng 10, là đây là 30 đúng không em, 30 nhưng mà kết quả đây là bằng 300 được chưa. Đó là xong câu A ha, chúng ta đi sang câu B. Rồi câu B nhé. 1 2 3 4 nè. Mà dưới dạng mũ 2 chắc chắn là người ta cho cố tình về hàng đẳng thức rồi các em ạ. Thầy sẽ nhóm 1 2 với 4 này về một nhóm để được hàng thức thứ nhất nha các em. Như vậy thì 40 mũ 2, tại vì thầy thấy 80 lần trước nè. Cộng 80 nhân 45 cộng cho 45 mũ 2 trừ cho 15 mũ 2 ra một nhóm này. Như vậy đây là hàng thức thứ nhất. Như vậy thì chúng ta có là 40 cộng cho gì, 45 mũ 2 trừ cho 15 mũ 2 có đúng chưa. Như vậy thì 40 cộng 45 thì về cái biến ấy thì chúng ta không tính được, nhưng mà số thì chúng ta tính được. Như vậy 40 cộng 45 thì bằng 85 mũ 2 trừ cho 15 mũ 2 đúng chưa. Thì cái này nó sẽ ra được là hàng đẳng thức số 3. Chúng ta lấy A trừ B nhân A cộng B đúng không nào. Như vậy ra 85 trừ 15, 85 cộng cho 15. Như vậy 85 trừ 15 thì bằng 70. Đây là bằng 100 đúng không nào? Nhân lại với nhau thì bằng 7000 ha. Đó. Các em có hiểu không? Hiểu đúng không nào? Ok. Chúng ta sẽ đi sang bài cuối cùng là bài 50 nhé. Rồi, bài 50. Tìm x biết. Đối với dạng này chúng ta nhớ không thầy là công thức này, A nhân B bằng 0 nhá. Thì chúng ta suy ra tìm thầy là đây là phương trình tích nè em. Đó. Hoặc cái này bằng 0, hoặc cái này bằng 0 thì hoặc là cả hai cái này bằng 0 nhân lại thì nó bằng 0 được ha. Ta có câu A. x trừ 2 cộng cho x trừ 2 bằng 0. Như vậy chúng ta tương đương. Ở đây cái này thầy sẽ làm nó là một nhóm. Thầy sẽ đặt x trừ 2 ra chung ha. Bên trong còn lại đây là x, ngay đây không có, nghĩa là số 1 nè. Như vậy là cộng 1 bằng 0. Ở này có dạng đây là A nhân B bằng 0 nè các em. Thì chúng ta suy ra ở đây là gì, x trừ 2 sẽ bằng 0 và x cộng 1 này sẽ bằng 0. Chúng ta suy ra tiếp này, x sẽ bằng chuyển vế đổi dấu nha các em, chuyển vế đổi dấu. Như vậy trừ 2 chuyển qua đây thì bằng bằng 2, cộng 1 chuyển qua thành trừ 1. Chúng ta kết luận vậy x sẽ bằng 2 hoặc là x sẽ bằng âm 1. Ok chưa? Dễ hiểu không nào?
Chúng ta sẽ đi sang bài tiếp theo nhé. Câu B cuối cùng. Rồi chúng ta có bài 50B. 5x x trừ 3 trừ x cộng 3 bằng 0. Thì ở đây thầy thì tương đương 5x x trừ 3 này không đụng chạm gì hết. Thầy cho hai đây vào một nhóm nhé. Ha. Rồi 5x x trừ 3 chúng ta sẽ đặt dấu trừ đằng trước. Bên trong này sẽ đổi dấu. Đây trừ thì thành cộng này, cộng thì thành trừ này. Chúng ta thấy tiếp tục xuất hiện cái chung là x trừ 3. Thầy đặt x trừ 3 ra chung. Bên trong còn là đây chính là 5x trừ cho. Ngay đây cũng ghi là số 1 này. Trừ cho 1 bằng 0. Từ đây chúng ta sẽ suy ra là x trừ 3 sẽ bằng 0. Và 5x trừ 1 sẽ bằng 0. Chúng ta suy ra tiếp. Đây x sẽ bằng 3. Đây chưa ra được 5x sẽ bằng 1 này. Chúng ta suy ra một lần nữa. Đây sẽ là x bằng 3. Và x này sẽ bằng là 1 phần 5. Được chưa nào? Chúng ta kết luận ở đây. Vậy x sẽ bằng 3 hoặc là x sẽ bằng 1 phần 5 đó. Thì thực sự là thầy cũng rất là cố gắng chạy cho nhanh. Tại vì chúng ta rất là hối thầy, gọi là chạy tốc độ bàn thờ các em. Khóa học online của thầy thì thầy cũng đã mở rồi. Thì bạn nào có nhu cầu học hóa, sắp bài tập hóa và chuyên đề hóa thì chúng ta nhanh chóng đăng ký vào cái form đăng ký của thầy, cái biểu mẫu đăng ký đó nha. Rồi gửi về cho thầy là nhập cái số điện, cái card điện thoại hoặc là chuyển về tài khoản cho thầy hết sức chính xác. Rồi thầy sẽ gửi cái đường link qua cái khóa học cho các em học nha. Còn trong sách giáo khoa thì hoàn toàn miễn phí rồi. Thì thay vì miễn phí thì chúng ta sẽ clip quảng cáo để ủng hộ thầy nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em ở clip tiếp theo.